Chào các đồng chí và các bạn, mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi chuyên mục An ninh Lâm Đồng. Mở đầu chuyên mục hôm nay có những tin chính sau đây. Bộ Công an, Ban Dân vận Trung ương và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị sơ kết các chương trình phối hợp trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Công an tỉnh tổ chức hội thao tháng thanh niên. Bắt khẩn cấp hai đối tượng cướp giật tài sản của du khách. Cuối chuyên mục là phóng sự vạch trần thủ đoạn cho vay nhanh không cần thế chấp. Bây giờ, mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi nội dung chuyên mục. Chiều ngày 11 tháng 3, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Dân vận Trung ương và Bộ Công an đã tổ chức hội nghị trực tuyến đến các tỉnh, thành phố trong cả nước. Sơ kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp số 09, 5 năm thực hiện chương trình hành động số 22 và 2 năm thực hiện chương trình phối hợp số 38 về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, giai đoạn 2013-2018. Và tăng cường đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Tại điểm cầu Lâm Đồng, đồng chí Nguyễn Văn Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và Thiếu tướng Bùi Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đồng chủ trì. Để triển khai và thực hiện có hiệu quả các chương trình, tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các ngành tổ chức ký kết các chương trình hành động và chương trình phối hợp, từ đó tăng cường lãnh chỉ đạo các cấp triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác, tổ chức phát động và duy trì các phong trào thi đua cũng như phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Các đoàn thể ở cơ sở và đông đảo nhân dân đã nâng cao vai trò và ý thức trong việc vận động toàn dân tham gia phòng chống tội phạm, xây dựng nông thôn mới. Qua đó đã xây dựng, củng cố và duy trì hoạt động của trên 4.000 tổ an ninh nhân dân, 1.341 tổ hòa giải và 924 tổ tuần tra dân cử, dân nuôi. Riêng lực lượng công an đã tổ chức 50 đợt cao điểm phát động quần chúng tham gia tấn công trấn áp tội phạm, xây dựng và phát sóng 180 phóng sự về mô hình phòng chống tội phạm, an toàn giao thông. Với những cố gắng của các ban ngành và của cả hệ thống chính trị, cùng sự đồng lòng của nhân dân mà 5 năm qua, Lâm Đồng đã giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Với những nỗ lực đó, hai tập thể và 4 cá nhân của tỉnh Lâm Đồng đã được Bộ Công an, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng bằng khen. Sáng ngày 12 tháng 3, Công an tỉnh đã tổ chức khai mạc hội thao truyền thống Tháng Thanh niên, chào mừng 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hội thao năm nay được tổ chức với nhiều nội dung thi đấu như chạy việt giã nam nữ, bóng đá nam nữ mini, kéo co và nhảy bao bố, với sự tham gia của hơn 500 vận động viên đến từ các đơn vị trực thuộc và Công an 12 huyện thành phố. Ngay sau lễ khai mạc, giải chạy việt giã nam nữ quanh Hồ Xuân Hương, thành phố Đà Lạt đã diễn ra với sự tham gia của hơn 250 vận động viên. Hội thao truyền thống Tháng Thanh niên không chỉ nâng cao nhận thức, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của dân tộc, của Đảng, của ngành và của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên, công an tỉnh, mà còn đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao vì mục tiêu khỏe để bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tuổi trẻ Công an Lâm Đồng. Nâng cao sức khỏe, thể lực, đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của cán bộ chiến sĩ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng và ngành giao phó. Nhân kỷ niệm 109 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, 1979 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã tổ chức gặp mặt truyền thống. Đây là dịp để các hội viên giao lưu, học hỏi và ôn lại truyền thống bất khuất, trung hậu, đảm đang của phụ nữ Việt Nam. Thời gian qua, phong trào thi đua phụ nữ Công an nhân dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, kỷ cương sáng tạo vì an ninh Tổ quốc, xây dựng gia đình hạnh phúc đã được triển khai đến khắp các hội phụ nữ trong lực lượng Công an Lâm Đồng với nhiều nội dung phong phú, đa dạng, thiết thực. Các buổi sinh hoạt theo chuyên đề, tổ chức hội thi, các lớp tập huấn, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm về sức khỏe sinh sản, chăm sóc nuôi dạy con, xây dựng gia đình hạnh phúc được các cấp hội triển khai thường xuyên. Bên cạnh các công trình phần việc, các hội còn tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Tại buổi gặp mặt, chuyên gia tư vấn đã tư vấn về việc giữ gìn hạnh phúc gia đình, chăm sóc sức khỏe phụ nữ cho các hội viên, giúp chị em nâng cao sức khỏe, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác hội đã đặt ra. Hướng tới kỷ niệm Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3, vừa qua Hội Phụ nữ Công an thành phố Đà Lạt đã tổ chức hội thi nấu ăn với chủ đề Gặp mặt đầu xuân.
Tham gia hội thi có 5 đội đến từ các cơ sở hội trực thuộc Hội Phụ nữ Công an thành phố. Hội thi là nơi để chị em hội viên phụ nữ thể hiện sự sáng tạo, khéo léo, tinh tế trong việc duy trì, giữ gìn những giá trị tốt đẹp của bữa cơm truyền thống gia đình Việt Nam. Đồng thời là cơ hội để cùng nhau trao đổi kinh nghiệm về văn hóa ẩm thực giữa các vùng miền của cán bộ hội viên nhằm thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết trong mọi lĩnh vực hoạt động phong trào hội. Qua đó góp phần tuyên truyền, giáo dục, xây dựng gia đình, no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Trưa ngày 12 tháng 2, trong lúc đi ăn trưa tại quán cơm số 243 Hùng Vương, thành phố Đà Lạt, Thượng úy Nguyễn Minh Sơn, cán bộ cảnh sát thi hành án và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh, phát hiện một túi xách màu đen của ai đó bỏ quên ngoài quán. Kiểm tra bên trong túi có một ví màu trắng, 19 triệu đồng, một số quần áo trẻ em và nhiều đồ dùng cá nhân. Ngay sau đó, anh Sơn đã báo cáo đơn vị liên hệ trao tài sản lại cho người đánh mất. Qua xác minh, Phòng Cảnh sát Thi hành án và Hỗ trợ Tư pháp Công an tỉnh đã tìm được chủ nhân của chiếc túi xách là chị Nguyễn Thị Thu Hằng và tiến hành trao trả tài sản. Nhận lại tài sản, chị Hằng đã rất vui mừng. Chị cho biết do sơ suất, sáng cùng ngày chị đã vô tình làm rơi chiếc túi xách và may mắn được anh Sơn nhặt được. Công an tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đạ Oai vừa phối hợp tổ chức đợt tuyên truyền về phòng chống tín dụng đen, tội phạm mua bán người. Đối tượng tuyên truyền là cán bộ làm công tác hội ở các xã, thị trấn. Nội dung tuyên truyền bao gồm thông tin tình hình hoạt động của tội phạm tín dụng đen, tội phạm mua bán người, phương thức thủ đoạn hoạt động của hai loại tội phạm này, luật phòng chống mua bán người, chính sách hỗ trợ nạn nhân của tội phạm mua bán người. Các báo cáo viên đã tuyên truyền để cán bộ hội viên trên các địa bàn nêu cao tinh thần cảnh giác và tích cực tham gia phòng chống tội phạm tín dụng đen và tội phạm mua bán người. Khi phát hiện vụ việc nghi vấn, cần báo ngay cho lực lượng chức năng để kịp thời xử lý theo pháp luật. Đồng thời, mỗi cán bộ hội viên cần nắm vững những kiến thức kỹ năng để góp phần tuyên truyền, chuyển tải đến người thân và cộng đồng về công tác phòng chống hoạt động tín dụng đen cũng như tội phạm mua bán người. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về pháp luật bảo vệ môi trường đối với công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Trường Hoàng, địa chỉ tại khu công nghiệp Phú Hội, huyện Đức Trọng, với số tiền 300 triệu đồng về hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên ra môi trường. Ngoài việc xử phạt hành chính, Ủy ban Nhân dân tỉnh còn buộc doanh nghiệp Trường Hải khắc phục hậu quả, chấm dứt ngay việc xả nước thải chưa qua xử lý trực tiếp ra môi trường, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do hành vi vi phạm hành chính mà doanh nghiệp gây ra, đồng thời buộc chi trả kinh phí trưng cầu giám định, kiểm định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường. Trước đó, qua biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường Công an tỉnh đã bắt quả tang công ty này dùng phương tiện chở nước thải chưa qua xử lý đổ ngoài môi trường tự nhiên vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải theo quy định. Công an thành phố Đà Lạt vừa tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ cướp giật tài sản của khách nước ngoài do hai đối tượng Vũ Mạnh Hùng sinh năm 2000 và Đỗ Quốc Tuấn sinh năm 1999 cùng trú tại phường Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc gây ra. Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 8 tháng 3, Hùng và Tuấn đi xe máy Yamaha Exciter mang biển kiểm soát 49K1-58799 đến đường Hồ Tùng Mậu, thành phố Đà Lạt, thì phát hiện hai du khách nước ngoài đi xe máy có đeo một túi xách bên hông. Hùng áp sát để Tuấn giật chiếc túi xách. Bên trong có một điện thoại di động, một chìa khóa và một số đồ dùng cá nhân rồi chạy về thành phố Bảo Lộc. Tại đây, chúng bán chiếc điện thoại được 11 triệu đồng, chia nhau tiêu xài. Sau khi nhận được tin báo, Công an thành phố Đà Lạt phối hợp với Công an thành phố Bảo Lộc sàng lọc và truy xét. Đến 21 giờ ngày 8 tháng 3, đã bắt khẩn cấp Hùng và Tuấn khi chúng đang lẫn trốn tại Bảo Lộc. Được biết, ngày 7 tháng 8, Hùng và Tuấn rủ nhau lên thành phố Đà Lạt du lịch và gây ra vụ cướp giật. Công an thành phố Đà Lạt đang mở rộng điều tra vụ án. Thưa các đồng chí và các bạn, hiện nay tình trạng hoạt động tội phạm tín dụng đen diễn ra rất phức tạp dưới hình thức cho vay trả góp, hỗ trợ tài chính. Xuất hiện nhan nhản trên các trang mạng, cục điện, quán nước, từ thành thị đến nông thôn, gây phiền hà bất ổn cho xã hội. Chủ của các đường dây cho vay đa phần là giang hồ phía Bắc đến địa bàn, cấu kết với các đối tượng hình sự tại chỗ, lập thành băng nhóm, có nơi còn lập cả công ty, cửa hiệu. Đấu tranh với loại tội phạm này không đơn giản, nhưng bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã từng bước triệt phá.
vạch trần nhiều thủ đoạn phạm tội nguy hiểm của loại tội phạm tín dụng đen. Hai trăm năm mươi sổ hộ khẩu, gần 400 chứng minh thư nhân dân, 370 giấy vay nợ tiền, 104 triệu đồng tiền mặt, cùng hàng trăm tờ rơi, cardit quảng cáo cho vay tiền, hàng chục quyển sổ ghi chép việc theo dõi cho vay và thu nợ. Đó là những tang vật mà Công an thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đã thu giữ của 3 nhóm gồm 7 đối tượng hoạt động tín dụng đen trên địa bàn. Trong số 7 đối tượng bị tạm giữ để làm rõ về hành vi hoạt động tín dụng đen, có đến 5 đối tượng có hộ khẩu tại thành phố Hà Nội đến Lâm Đồng hành nghề cho vay nặng lãi. Các đối tượng thuê 2 ngôi nhà, 42 Ngô Thị Nhậm phường 1 và 43B Nguyễn Thái Bình phường 2 thành phố Bảo Lộc để tạm trú và hoạt động cho vay tiền. Đối tượng cho vay và người vay là thỏa thuận với nhau bằng miệng chứ không thể hiện bằng các hợp đồng coi như là theo đúng cái quy định của pháp luật, cho nên công tác phòng ngừa đấu tranh thì gặp rất nhiều khó khăn. Hình thức bọn em làm việc là lấy kiếm khách là bọn em in số điện thoại và là đề là cho vay tiền và dán vào các cục điện và in phát tờ rơi ở ven đường. Thủ đoạn của loại tội phạm hoạt động tín dụng đen thường là núp bóng dưới các công ty, doanh nghiệp đòi nợ thuê, tư vấn cho thuê tài chính, cho vay trả góp nhằm núp bóng để thực hiện hoạt động cho vay nặng lãi. Tại thành phố Bảo Lộc, ngày 8 tháng 8, Công an thành phố đã tạm giữ 6 đối tượng Đỗ Đức Thắng, Nguyễn Trung Hoàn, Nguyễn Hoài Nam, Tạ Chí Trung, Nguyễn Quốc Thanh cùng trú tại thành phố Hà Nội và Mai Nguyễn Hoài Việt trú tại thành phố Đà Lạt vì có dấu hiệu hoạt động tín dụng đen. Sau khi củng cố chứng cứ, Công an thành phố Bảo Lộc đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 6 bị can trên để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi. Bước đầu, cơ quan công an đã làm rõ, từ tháng 6 năm 2017 đến tháng 8 năm 2018, các đối tượng đã cho 47 người dân tại địa bàn thành phố Bảo Lộc vay tổng cộng số tiền 2,1 tỷ đồng với lãi suất từ trên 180% đến trên 240% một năm và đã thu lãi gần 500 triệu đồng. Thủ đoạn của nhóm này là dán tờ rơi, phát các virus, đăng quảng cáo trên các mạng xã hội như Zalo, Facebook, trực tiếp thỏa thuận với người vay, lãi suất và hình thức cho vay đến từng nhà để xác minh tình trạng cư trú, điều kiện kinh tế, nghề nghiệp để quyết định số tiền cho vay. Khi giao tiền, chúng đưa cho người vay tờ giấy nhận tiền chỉ ghi tên người vay, số tiền vay có cộng lãi suất theo định mức rồi giữ bản chính giấy chứng minh thư nhân dân, hộ khẩu hoặc các giấy tờ khác. Khi người vay chậm trả lãi, chúng sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn như khủng bố nạn nhân bằng ném mắm tôm, xăng nhớt vào nhà lúc nửa đêm và ép nạn nhân phải sang tên các tài sản có giá trị như nhà, đất, xe ô tô. Tức là cho vay tiền góp. Chẳng hạn như khách hàng một ngày vay em 10 triệu thì phải đóng cho em 250 nghìn trong vòng 50 ngày hết cả gốc lẫn lãi. Hàng ngày sáng thì cứ tầm từ 10-11 giờ em đi thu tầm khoảng 4 giờ chiều là em về. Lãi lãi suất một tháng rơi tầm khoảng 15%. Gặp những trường hợp mà nợ xấu mà nợ lâu quá mà không trả thì tụi em có biện pháp là đi ném chất bẩn của nhà người ta. Ví dụ mình ném những cái gì? Dạ, ném nhớt hoặc sơn. Tại Lâm Đồng, các đối tượng hoạt động tín dụng đen nhắm đến để cho vay chủ yếu là người lao động phổ thông, bà con nông dân, buôn bán nhỏ khó khăn, không có điều kiện tiếp cận nguồn vốn chính thống. Thời gian gần đây, hoạt động này đã len lỏi về những vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống như các huyện Bảo Lâm, Di Linh, Đạ Tẻ, Đạ Hoai và chỉ cho vay với khoản tiền nhỏ từ 5 đến 20 triệu đồng, nhưng người vay phải chịu mức lãi suất cắt cổ. Tại những vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi dân trí còn thấp, trình độ hiểu biết pháp luật của bà con còn hạn chế, thì hoạt động tín dụng đen càng nguy hiểm hơn, đã và đang làm phức tạp thêm tình hình an ninh trật tự, nên Công an tỉnh Lâm Đồng đang đẩy mạnh các biện pháp để xử lý triệt để loại tội phạm này. Chuyên mục An ninh Lâm Đồng đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã luôn dành thời gian quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.